Xin thân mến chào quý anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Và thực sự thì trong những các cái ngày gần đây thì tất cả quý anh chị và các bạn cũng có thể có nhiều quý anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của em thì cũng thấy được cái hiện trạng rất là nhiều, cái hiện trạng của nền kinh tế Sài Gòn. Và thì hiện tại thì em đang đi trên phía cái con đường Hai Bà Trưng, và hướng này thì là hướng của quận nhất, phía trung tâm của Sài Gòn. Và chắc chắn một điều rằng là tất cả quý anh chị và các bạn cũng không còn lạ lẫm gì trong cái quãng thời gian như thế này, bởi vì là thực sự là Sài Gòn của chúng ta cái thời điểm như thế này thì cũng phải vượt qua rất là nhiều những các cái cơn địa chấn về nền kinh tế. Có thể là nhiều người thì cũng, nếu như mà nhiều người có thể sẽ không có để ý được và không có quan tâm được nhiều về cái nền kinh tế của chúng ta đâu. Đấy, như phía bên tay phải đây lúc trước thì đấy, trước mắt của quý anh chị cũng đã thấy, đấy chính là một cái tiệm giày Hoàng Phúc. Đó, một cái địa chỉ mà rất là đẹp ở ngay chỗ Hai Bà Trưng ấy. Thì cho tới cái thì hiện tại bây giờ là đã trải qua từ cái dịch Covid, từ cái thời điểm mà giãn cách, Sài Gòn của chúng ta giãn cách, cho tới tận bây giờ ấy thì nó vẫn cứ như thế. Đấy, đấy là cái mặt bằng của chúng ta, thì chúng ta đã thấy được cái điều mà chúng ta đã thấy nó rất là chi là mệt mỏi về cái nền kinh tế hiện tại bây giờ là như thế. Và cái nội dung chính mà em muốn gửi tới cho quý anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay thì về cái tỷ giá đô la Mỹ cũng như là tỷ giá vàng trong cái ngày hôm nay thì thực sự là nó lại tiếp tục cái đà mà nó tăng trưởng rất là khủng khiếp. Cái giá đô la Mỹ ngày hôm nay nó rất có thể nói là trên cái sự cái dư địa chấn của cái nền kinh tế Việt Nam mình trong những các cái thời gian này, nó làm cho xoay chuyển cái tỷ giá của cái đồng đô la Mỹ. Và đối với em thì như ngày xưa ấy thì đô la Mỹ khoảng 18 đến 20, trung bình là 20-21. Đấy, thế mà bây giờ mà đô la Mỹ nó cũng đã leo đến lên tận 24 mấy rồi. Đó, thì trong cái ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2023. Đó thì theo như cái dự đoán, cái xu hướng của cái đồng đô la Mỹ của trong tuần này nha. Đó thì đây là dự đoán của các cái chuyên gia, thì em cũng xin phép được cập nhật cái thông tin để gửi tới cho quý chị và các bạn. Ngày hôm nay thì nó lại tăng rồi. Đấy, thế nhưng mà theo cái xu hướng mà các cái chuyên gia dự đoán ấy, trong cái tuần này này. Đấy thì trong cái bối cảnh mà lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nó tiếp tục tăng, thì cái lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm thì đã chạm tới mốc là 5% vào đầu tuần, vào tuần rồi. Thì trong cái bài phát biểu gần đây của ông chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nhắc lại rằng là cái lạm phát ở Mỹ vẫn ở cái mức độ cao. Theo cái dự báo được Ngân hàng Trung ương đưa ra vào cái tháng trước á, thì Fed có cái khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản thêm một lần nữa trong năm nay. Tại cuộc họp tiếp theo diễn ra được vào ngày mùng 1 tháng 11, thị trường vẫn còn kỳ vọng là Fed sẽ giữ nguyên cái lãi suất. Và rất là đáng là lo ngại. Đó, cái chỉ số mà DXY đã bị mắc kẹt trong cái phạm vi hẹp giữa 105,97 tới 106,67 vào tuần trước, với một cái mức hỗ trợ quan trọng. Hiện tại với chỉ số này là 106, nếu mà chỉ số DXY có thể duy trì tốt trên cái mốc 106 triển vọng ngắn hạn thì sẽ là tăng, thậm chí là có thể đạt mốc là 107, 108.
Mặt khác á, nếu như mà cái chỉ số này mà giảm xuống dưới cái mốc 106 thì nó có thể tiếp tục rớt xuống cái vùng là 105 50 cho tới 105. Cái nguy cơ mà đảo ngược xu hướng thì sẽ chỉ xuất hiện nếu như mà cái chỉ số đồng DXY vượt xuống dưới cái mốc 105. Đó thì trong khi đó cái đồng đồng euro đã tăng trưởng lại vào cái tuần trước. Cái đồng tiền này thì đã cố gắng duy trì tốt trên cái mức là 1,05. Tuy nhiên thì triển vọng ngắn hạn vẫn chưa có chuyển sang cái hướng lạc quan. Các cái mức mà kháng cự quan trọng đối với cái đồng tiền này là 1,0650 cho tới 1,07. Cái đồng tiền này thì cần phải tăng mạnh vượt qua cái mốc 1,07 để có thể mà tăng lên mức 1,08 và thậm chí là có thể căng hơn. Đó. Và thông tin thêm cho tất cả quý anh chị và các bạn. Đó thì đấy chính là một cái lưu ý trong ngày hôm nay. Thì cái tỷ giá của cái đồng đô la Mỹ trong cái ngày hôm nay ấy, thì cái thị trường trong nước á, vào cái đầu phiên giao dịch ngày 23 tháng 10 Ngân hàng Nhà nước đã công bố cái tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đối với cả đô la Mỹ hiện tại chính là ở mức là 24.111 đồng. Đấy. Thì tùy theo ngân hàng thì nó sẽ có cái tỷ giá nó chênh lệch xích sát nhau một chút xíu. Và theo như là thông tin thêm á, thì cái giá xăng mà A95 á, nó có thể vượt được qua cái ngưỡng là 23.000 một lít và xăng tăng. Đó. Đây là những các cái tình hình mà hiện tại bây giờ ở trong đất nước chúng ta. Giá xăng tăng, vàng tăng cũng như là đô la Mỹ tăng. Đó thì cái tình hình lạm phát mà hiện tại bây giờ thì cái tình hình lạm phát ở nước Mỹ nó xảy ra đến như thế nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là sâu đến cái thị trường của Việt Nam, thị trường của Việt Nam mình. Thì dĩ nhiên là khi mà đất nước Mỹ lạm phát thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhu cầu về xuất nhập khẩu giữa Mỹ với cả Việt Nam. Bởi vì là trong cái quãng thời gian vừa qua ấy, thì Việt Nam mình đã là đối tác toàn diện rồi đối với Mỹ rồi, đối tác hợp tác toàn diện trong cái quãng thời gian vừa rồi rồi. Cho nên thành ra là cái nền kinh tế của đất nước của chúng ta cũng sẽ phải phụ thuộc ít nhiều cho tới cái sự lạm phát trong cái quãng thời điểm vừa rồi của Mỹ. Đấy, và cái điều mà đặc biệt là quan tâm của cái người dân Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó ảnh hưởng trực tiếp nhất tới cái sự phát triển kinh tế, đó là cái giá xăng. Giá xăng hiện tại bây giờ nó đã tăng. À, thì cứ mỗi một ngày nó tăng lên như thế này, dĩ nhiên là xăng nó cũng đã có những các cái quãng thời gian mà nó khủng khiếp về tăng giá xăng cũng như là thiếu hụt xăng. Đấy, bây giờ thì đã được cải thiện những các cái tình hình như thế này, thế nhưng mà giá của xăng hiện tại bây giờ thì là tiếp tục lại tăng nữa, nó khiến cho cái nền kinh tế của chúng ta, nhất là đối với những người dân lao động, những người mà chạy Grab, những người mà chạy xe công nghệ thì dĩ nhiên là phụ thuộc rất là nhiều rồi, hay là những người mà làm cái ngành nghề về vận tải đó thì trực tiếp, và nó sẽ gián tiếp để làm cho tăng giá những các cái sản phẩm mà mặt hàng ở trong nước của chúng ta. Thì Sài Gòn đó là một cái nền kinh tế đầu tàu của đất nước chúng ta. Như trước mắt của quý anh chị và các bạn cũng đang thấy, thì hiện tại bây giờ thì em đang đi trên cái con đường Trần Quang Khải, một cái con đường của quận Nhất mà rất là trù phú. Mà trong nhiều những các cái video lần trước thì em cũng đã review những nơi này, không phải chỉ có những cái con đường này đâu mà rất là nhiều nơi từ trung tâm của Sài Gòn cho tới những các cái vùng ven của Sài Gòn, thì cái
cái tình trạng mà trả mặt bằng đấy, ngay ngay như phía bên tay phải em vừa đi qua đó, thì là cũng đã có cái biển là treo là cho thuê mặt bằng đấy. Và dĩ nhiên là đặc biệt là cái trường hợp này, nó đợt này nó diễn ra một cách khủng khiếp. Có những người, có người mà trên kênh YouTube của em lại còn comment vào là comment xuống phía bên tia, bên 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 dưới á, là không hiểu là ý đồ gì mà lại phát tán cái thông tin là phá sản, cũng như là cái nền kinh tế thế nọ thế kia ấy. Thì thật sự một điều rằng là em chỉ cập nhật những các cái thông tin hiện tại của Sài Gòn mình thôi, và những các thông tin trên rất là nhiều các cái phương tiện thông tin đại chúng, và em muốn gói gọn trong những các cái video này để cho tất cả những quý khán giả của trên kênh của em có thể cập nhật được cụ thể và chi tiết hơn, chứ không phải là vì một cái mục đích gì cả để mà mình bịa đặt được ra những các thông tin đấy đâu. Tại vì thông tin đấy thì nó có trên phương tiện thông tin đại chúng nó rất là nhiều rồi, không phải là ít gì cả. Cũng như là những các cái tình hình kinh tế, những các cái mặt bằng mà giá ngàn đô ở những các cái mặt bằng trung tâm đấy, nó phải nằm đắp chiếu hàng không biết bao nhiêu năm nay rồi, thì những cái điều đó bị đặt làm sao được, đúng không ạ? Làm sao bị đặt được. Và video của em tới đây thì cũng đã tương đối là dài, xin phép cũng không được làm cho mất thời gian của quý anh chị các bạn phải theo dõi nhiều, thì em xin phép được tạm dừng video tại đây. Chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại tại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.